Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí Nội thất Gia Huy. Hôm nay bên mình sẽ trực tiếp cho các bạn quá trình thi công, xử lý và trang trí căn hộ chung cư với diện tích là 155m², bao gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Chủ nhà sẽ xử lý tất cả và xử lý các cái phần của các phòng bị ẩm mốc, phần dưới chân tường, phần trần của nhà vệ sinh. Phần tường bên trong nhà thì cũng đã bị tróc sơn, bên mình sẽ xử lý bằng keo. Đây là tổng diện tích của phòng khách đây. Đây là phòng ngủ số 1. Thì chủ nhà sẽ xử lý và trang trí phần chân tường. Cước trần của nhà vệ sinh cũng bị ẩm mốc. Bên mình sẽ xử lý và trang trí lại. Quá trình thi công đang được bắt đầu đấy các bạn. Bức tường đầu tiên đang được thi công với tốp xốp giả gạch màu trắng, chạy viền màu nâu. Một góc đầu tiên đã được hoàn thiện và sự thay đổi đã trông thấy rất là nhiều. Các bạn thấy sau khi thi công xong thì đã rất là đẹp rồi. Đây là phòng vệ sinh đầu tiên đang được xử lý và trang trí lại. Đã gần xong một mặt của một bức tường ở phòng khách rồi các bạn. Sự khác biệt là rất nhiều. Xốp 3D vân gạch kết hợp với cả chỉ màu nâu tạo nên cho căn hộ rất là sang trọng. Hiện tại thì cũng chuẩn bị đón xuân mới, bên mình đang có rất nhiều chương trình khuyến mại miễn phí thi công cho tất cả các khách hàng thuộc khu vực Hà Nội và miễn phí vận chuyển cho tất cả các khách hàng thuộc ngoại thành. Các bạn có thể mua về và tự thi công được. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn cách xử lý và thi công cực kỳ đơn giản. Tiếp theo là phần trần của phòng vệ sinh số 2. Trần màu nâu, tấm trần được chống nước, chống ẩm mốc. Và đặc biệt là màu nâu thì sau này các bạn sẽ hạn chế được các cái vết ố do khi mình sinh hoạt bằng nước nóng.
hơi nước bốc lên thì sẽ tạo các vết ố ra. Đây là tổng thể ở phòng khách đây. Toàn bộ phần chân tường sẽ được chạy bằng xốp 3D và chạy diềm màu nâu. Các phần chân tường mà bị ẩm mốc và tróc sơn bên mình sẽ xử lý bằng tôn. Việc xử lý bằng tôn này sẽ đảm bảo 100% sau này tường nhà mình sẽ không bị ngấm nước ẩm mốc ra ngoài nữa các bạn nhé. Và bên mình sẽ bảo hành những phần xử lý bằng tôn là trọn đời. Quá trình thi công cũng đang chuẩn bị được hoàn thiện rồi. Đây là các công đoạn cuối. Mời các bạn cùng vào xem phòng ngủ số 3. Tất cả các phòng ngủ thì cũng đều chạy bằng chân tường màu trắng gạch và chạy diềm màu nâu. Phần chân tường này thì các bạn thứ nhất là sẽ được chống ẩm mốc và sẽ tạo cái điểm nhấn cho căn hộ. Thứ hai là khi nhà các bạn mà có trẻ nhỏ thì các bé lô đùa các bạn sẽ không sợ là sẽ bị va đập vào tường vì tấm xốp này đàn hồi rất tốt. Đây là công đoạn trang trí phòng ngủ cuối cùng đấy ạ. Các bạn theo dõi video của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình. Bên mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều video hay hơn, nhiều mẫu mới và các chương trình khuyến mại cho các bạn. Và đặc biệt các bạn có thể chia sẻ các video của mình đến với người thân hoặc bạn bè. Tất cả nhà của các bạn nào mà bị ẩm mốc lâu năm không có cách nào để xử lý nữa thì các bạn cứ liên hệ bên mình. Tất cả các tường bên mình đều xử lý được và bảo hành cho các bạn. Tất cả các bức tường mà được xử lý bằng tôn sẽ bảo hành trọn đời, còn các bức tường mà xử lý bằng keo thì sẽ bảo hành 5 năm nhé, nên các bạn yên tâm sử dụng. Quá trình thi công đã hoàn thiện rồi, các bạn cùng một lần nữa xem lại nha. Kết quả của ngày hôm nay, tất cả các anh em làm việc full một ngày rồi. Phần trần sau khi được trang trí xong nữa, rất là sáng đẹp. À, bên ngoài thì các bạn nhìn thực tế nó sẽ sáng hơn các bạn nhé, vì đây là bóng điện hơi tối nên mình quay nó bị sẫm màu. Màu thực tế nó sẽ sáng như phòng khách này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.